Hello tất cả mọi người, ngày hôm nay thì Su và chị Nhã sẽ có một cái buổi phỏng vấn đặc biệt dành cho các chị em của Lô Tô Hương Nam mọi người nha. Đây là một cái khảo sát để khẳng định tình chị em của các thành viên Lô Tô Hương Nam. Đã có liệt kê đi thống. Rồi bây giờ Su sẽ hỏi và Dũng Minh sẽ trả lời, hỏi gì trả lời đó. Trong Lô Tô Hương Nam ai điệu nhất? Ai điệu nhất? Chị Bibi Phụng. Ai bê bối nhất? Ai bê bối nhất, cái lầy lội hay là sao? Sơn ca. Sơn ca hay sang ca? Sơn ca. Sơn ca. Ai kỳ tính nhất? Ai kỳ tính nhất hả? Chị Bibi Phụng. Rồi ai khó tính nhất? Khó tính nhất hả? Từ từ câu này cho qua đi mọi người. Không gì? Được phải khó, khó tính từ từ để hình dung trong đầu. Khó tính. Sơn ca. Sơn ca luôn. Rồi ai là người hiền nhất Lô Tô Hương Nam? Ai là người hiền nhất Lô Tô Hương Nam? Chắc có lẽ là cậu Năm La Kim Phụng. Rồi cảm ơn Dung ơi. Rồi đây là một chương trình hỏi nhanh đáp nhanh, hỏi gì trả lời liền. Ai là người điệu nhất Lô Tô Hương Nam? Cúp đi mèo. Ai bê bối nhất Lô Tô Hương Nam? Không biết. Không phải trả lời được. Phải trả lời được. Sĩ Thành. Ai kỹ tính nhất? Thái Thành. Ai khó tính nhất? Bibi Phụng. Ai là người hiền nhất? Su. Cái này là nó xạo nè, nó đỉnh nè. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp đó là cậu Năm La Kim Phụng. Bây giờ mình hỏi gì là trả lời liền đó nha chị nha. Ai điệu nhất Lô Tô Hương Nam? Bibi Phụng. Ai bê bối nhất Lô Tô Hương Nam? Chị Thanh Thanh. Ai kỹ tính nhất? Chị Thái Thanh. Ai là người có tính nhất? Chị Hương Nga. Ai là người hiền nhất? La Kim Phụng. Ủa, tự nhiên nhận mình hiền luôn vậy? Tại vì mình hiền nhất ở trong đoàn nên mình nói mình hiền. Cái gì? Mà nói lại coi. Rồi, cái đó là cảm nhận riêng của mình. Rồi, đây là chương trình hỏi nhanh đáp nhanh. Ai là người điệu nhất Lô Tô Hương Nam? Điệu nhất hả? Mỹ Lệ. Ai bê bối nhất? Bê bối nhất Mỹ Lệ. Ai kỹ tính nhất? Kỹ tính nhất hả? Chị Bibi. Ai khó tính nhất? Khó tính nhất Mỹ Lệ. Ai là người hiền nhất? Nguyễn Trung. Ôi trời ơi. Ủa? Rõ ràng. Rồi, cảm ơn Nguyễn Trung. Chương trình hỏi nhanh đáp nhanh tiếp tục. Ai là người điệu nhất? Điệu nhất cái đó của tôi Hương Nam hả? Điệu nhất là chị Bibi Phụng. Ai bê bối nhất? Sơn ca. Ai kỹ tính nhất? Mẹ tôi Bibi Phụng. Ai khó tính nhất? Khó tính nhất Su. Ai hiền nhất? Bà Chỉnh Đò. Tôi luôn hả? Ủa sao tự nhiên cái gì vậy? Vừa mâu thuẫn nha. Con này mâu thuẫn không phải mâu thuẫn mãi của đó mình định thôi chứ thật ra hiền nhất là Linh Anh nha mọi người. Trời ơi trời, nó mô. Ok rồi tiếp tục, đây là chương trình hỏi nhanh đáp nhanh. Ai là người điệu nhất của tôi Hương Nam? Sơn ca. Ai bê bối nhất? Bê bối nhất là Lý Mặt Sầu. Ai là người kỹ tính nhất? Chị Thái Thanh. Ai khó tính nhất? Su. Ai hiền nhất? Chị Ngọc Khánh. Rồi cảm ơn Thanh Thảo. Rồi giờ đây là chương trình hỏi nhanh đáp nhanh. Ai điệu nhất? Ai điệu nhất chị Mỹ Lệ. Ai bê bối nhất? Ai bê bối nhất Sơn ca. Ai kỹ tính nhất? Chị Bibi Phụng. Ai khó tính nhất? Chị nào? Chị Su. Ai hiền nhất? Hiền nhất là Đại Nha. Trời, tôi đâu có khó tính đâu trời. Hay giờ đây là chương trình hỏi nhanh đáp nhanh của cái nát Lô Tô Hương Nam, thì chị cho biết ai điệu nhất Lô Tô Hương Nam? Không lẽ mình nói mình. Không, mà chị đâu có điệu đâu. Chị đâu có điệu. Chị đâu có điệu đâu. Trời, thật nè. Ai cũng nói chị thôi, trời trời chị đi. Ai bê bối nhất? Bê bối nhất hả? Hình như là nhanh. Sơn ca. Ai kỹ tính nhất? Chắc chị. Rồi ai khó tính nhất? Khó tính nhất hả? Khó tính nhất là cho em á. Là khó tính nhất, đúng rồi. Ai là người hiền nhất? Hiền nhất con Nhã. Rồi, con Nhã là hiền nhất. Rồi đây là chương trình hỏi nhanh đáp nhanh của cái nát Lô Tô Hương Nam. Chị hãy cho biết ai là người điệu nhất Lô Tô Hương Nam? Ai bê bối nhất? Nhanh. Bê bối nhất. Nhanh. Ai kỹ tính nhất? Nhã. Rồi ai khó tính nhất? Chị Bibi. Ai hiền nhất Sơn ca. Hồ Tiểu Vi. Rồi cảm ơn chị. Đây là chương trình hỏi nhanh đáp nhanh, chị hãy cho biết ai là người điệu nhất Lô Tô Hương Nam? Sơn ca chị. Ai bê bối nhất? Lý Mặt Sầu. Ai kỹ tính nhất? Ai kỹ tính nhất hả? Nhanh lên. Châu Hoàng. Châu Hoàng không có được phải. Ai kỹ tính nhất? Chị Phụng. Chị Bibi Phụng. Rồi ai khó tính nhất? Chị Phụng luôn. Ai là người hiền nhất? Hồ Tiểu Di. Rồi cảm ơn chị. Đây là chương trình hỏi nhanh đáp nhanh của gánh hát Lô Tô Hương Nam. Ai là người điệu nhất Lô Tô Hương Nam? Sao đây chi á? Ai bê bối nhất? Ê, chắc tôi quá. Ai kỹ tính nhất? Cô Phụng. Cô Phụng, cô Bibi Phụng. Ai khó tính nhất? Chị Su với chị Nhã. Một người thôi. Chị Su. Ủa, cái gì mày? Ai hiền nhất? Chị Tâm Thảo. Chị Tâm Thảo. Rồi đây là chương trình hỏi nhanh đáp nhanh.
Ai là người điệu nhất luôn cô Hương Nam? Dạ điệu nhất là chị Mỹ Lệ ạ. Dạ. Ai bê bối nhất? Bê bối hai mẹ là chị Diệp Phương Thanh. Ai kỹ tính nhất? Kỹ tính là cô giáo Eva Thái Thanh. Ai khó tính nhất? Ai khó tính chắc em là chị nhỏ xíu vậy con. Ai hiền nhất? Dạ hiền nhất là em Sĩ Thanh. Thời hết. Dạ. Đây là chương trình hỏi nhanh đáp nhanh của gánh hát Lô Tô Hương Nam. Chị hãy cho biết ai là người điệu nhất Lô Tô Hương Nam? Chị Bibi Phụng. Ai bê bối nhất? Bê bối nhất là hả? Tony Dũng. Thôi. Ai kỹ tính nhất? Ai kỹ tính nhất hả? À, Hà Vi. Ai khó tính nhất? Khó tính nhất Eva. À, ai là người hiền nhất? Hiền nhất hả? À, chị La Kim Phụng. Chị La Kim Phụng, cảm ơn chị Thái Lan. Đây là chương trình hỏi nhanh đáp nhanh. Ai là người điệu nhất Lô Tô Hương Nam? Bibi Phụng. Ai bê bối nhất? Chị Tinh Thanh. Ai kỹ tính nhất? Kỹ tính nhất là Eva. Chị Eva Thái Than. Rồi, ai khó tính nhất? Khó tính nhất là chị La Kim Phụng. Chị La Kim Phụng. Ai hiền nhất? Chị Ngọc Khánh. Chị Ngọc Khánh. Rồi, bây giờ là chương trình hỏi nhanh đáp nhanh. Ai là người điệu nhất Lô Tô Hương Nam? Chị Bibi Phụng. Ai bê bối nhất? Bê bối nhất là Lý Mặt Sầu. Ai kỹ tính nhất? Kỹ tính nhất là chị Eva Thái Thanh. Ai khó tính nhất? Ai khó tính nhất là hình như chị cũng chị Eva luôn á. Chị Eva luôn. Ai hiền nhất? Hiền nhất Nguyễn Trung. Nguyễn Trung. Rồi, cảm ơn chị. Đây là chương trình hỏi nhanh đáp nhanh. Ai là người điệu nhất Lô Tô Hương Nam? Chị Bibi Phụng. Ai bê bối nhất? Diệp Thanh Thanh. Ai kỹ tính nhất? Eva Thái Thanh. Ai khó tính nhất? Su Su. Ai là người hiền nhất? Nguyễn Trung. Nguyễn Trung, cảm ơn chị. Hello, đây là chương trình hỏi nhanh đáp nhanh. Rồi, ai là người điệu nhất Lô Tô Hương Nam? Chắc chắn là Bibi Phụng. Chắc chắn luôn ạ? Chắc chắn. Ai bê bối nhất? Ai bê bối nhất? Cát Thi. Ủa sao mình không lấy tên mình? No. Ai là người kỹ tính nhất? Kỹ tính nhất Eva Thái Thanh. Ai là người khó tính nhất? Khó tính nhất Su Su. Ai là người hiền nhất? Hiền nhất Sơn Ca. Trời ơi, cảm ơn Sơn Ca. Đây là chương trình hỏi nhanh đáp nhanh của gánh hát Lô Tô Hương Nam. Chị sẽ trả lời thật là nhanh nha em nha. Ai là người điệu nhất Lô Tô Hương Nam? Điệu nhất là bé Điệu Bibi. Bibi Phụng. Ai bê bối nhất? Ai bê bối hình như là gì à? Nhanh. Sơn Ca. Rồi kế bên luôn kìa, quay qua luôn. Rồi thật là ác đi em. Sơn Ca. Rồi, ai là người kỹ tính nhất? Kỹ tính nhất là đứa Eva. Eva Thái Thanh. Ai là người khó tính nhất? Khó tính nhất là hả? Khó tính nhất như Su Su. Ai là người hiền nhất? Hiền nhất hả? Con gái của chị. Là ai? Với Miêu. Miêu hiền nhất. Trời ơi là trời. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chị Nhã. Ai là người điệu nhất Lô Tô Hương Nam? Điệu nhất Hương Nam có hai người, đó là chị Bibi và chị Sơn Ca. Mà nãy giờ chị Bibi được nhiều người chọn rồi, bây giờ Nhã sẽ chọn Sơn Ca. Sơn Ca. Ai là người bê bối nhất? Bê bối thì Nhã cũng chọn Sơn Ca luôn. Ai là người kỹ tính nhất? Kỹ tính nhất ở đây chỉ có chị Eva. Rồi, ai khó tính nhất? Khó tính nhất là người đang cầm mic. Ai là người hiền nhất? Hiền nhất là trai đẹp Nguyễn Trung. Trời ơi là trời. Ok, cảm ơn. Chúng ta cùng giao lưu với Ái Trinh. À, đây là chương trình hỏi nhanh đáp nhanh. Ai điệu nhất Lô Tô Hương Nam? Xuân Y Chi. Ai bê bối nhất? Nhanh lên. Bê bối nhất. Bê. Nhanh thôi. Hồ Tiểu Vy. Ai kỹ tính nhất? Chị Bibi Phụng. Bibi Phụng. Ai khó tính nhất? Chị Hương Nga. Ai là người hiền nhất? Chị Nhã. Chị Nhã. Rồi, cảm ơn. Và sau một cái thời gian mà đi phỏng vấn thì và khảo sát thì bây giờ chúng ta sẽ đưa ra cái đáp án và cái kết quả cuối cùng. Người điệu nhất Lô Tô Hương Nam sẽ là người bê bối nhất Lô Tô Hương Nam sẽ là người kỹ tính nhất trong đoàn Lô Tô Hương Nam sẽ là và tiếp theo người khó tính nhất. Và cuối cùng đó là ai là người hiền nhất Lô Tô Hương Nam? Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng Lô Tô Hương Nam sẽ cho ra những cái clip khảo sát như thế này, và đặc biệt là những clip hậu trường rất là vui nhộn để dành tặng cho tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ tụi tôi mắc cúp, tụi tôi lên diễn đây. Bye bye mọi người.